Các bạn ơi, đầu tuần nấu ăn nha các bạn. Ngày thứ hai mình bữa nay mình làm thịt món thịt kho trứng ơi. Cái thịt ở Mỹ mắc ghê sợ luôn á. Một đồng mấy một cái này. Một 30 cái mà 30 mấy đồng á. Cái gà nó rẻ lắm, có 2-3 đồng gì, 2 đồng mấy, 3 đồng gì một chỉ 12 trứng. Còn trứng vịt nó mắc thằng ngẩn chưa. Ok, nhưng mà ở Việt Nam mình hay kho trứng vịt á, nó ngon lắm. Bây giờ mình ở qua đây mình mấy chục năm mình đâu có ăn đâu, mình ăn trứng gà không à. Bây giờ mình kho trứng vịt thử nha các bạn. Các bạn thịt này, trứng này mình mua trứng vịt đó các bạn. Giờ mình lột mình thấy ngon ghê chưa. Mình lột nó ít bị ấy nữa. Rồi bắt đầu mình khử màu đó các bạn. Hành tỏi vô mình đấm lên thịt chưa các bạn. Rồi bỏ thịt chưa nha các bạn. Thịt ra. Rồi mình xào lên. Rồi mình cho nước dừa nha các bạn. Mình nấu với nước dừa của cô. Với lại mình nấu thêm nước xịt rồi. Hai thứ đó mình nấu đó các bạn. Cho nó xem thịt nó gần chín rồi các bạn. Mình nó cho trứng vô nha. Con thịt đùi các bạn. Đùi ngon á. Thì mình có nạc, có mỡ nè các bạn. Có da. Này, mình về mình kho. Nếu mình ba rọi thì nó mỡ nhiều quá. Rồi mình mua cái 2 miếng thịt đùi. Rồi mình về mình chắc mình ướp. Rồi bây giờ mình kho với trứng. Trời ơi, mình kho với trứng vịt. Này nó hấp dẫn đó các bạn. Này, bây giờ mình bỏ trứng vô nha các bạn. Bỏ trứng vô nha. Đây. Trứng vô. Xưa học bán trứng gà không có trứng vịt đâu. Giờ có người Việt Nam qua nuôi vịt làm sao không? Cái này bán vịt ở trên không có bán vịt. Tuần này mấy em có đồ ăn ngon nha. Ăn ơi ngon chưa? Chuẩn bị chín rồi đấy các bạn, nhưng mà để cho nó sôi sôi càng 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 chút nữa đi các bạn, cho càng chút nước cho nó sắc sắc lại chút rồi xong các bạn. Thì mình đi chợ mua đồ. Trời ơi, xong rồi mình để đây. Đây, rồi chiều mới về dở cho tôi vô cho con nè các bạn. Thì này được muốn ăn ngon thịt vịt, trứng vịt chứ không phải là trứng trứng gà, dai to lớn trứng thoải mái. Ok các bạn, thường thường mình hay chiên trứng lắm, nhưng mà cái này mình không có chiên, mình luộc xong mình kho luôn chứ mình không chiên. Thường thường mình hay chiên con này các bạn. Mình để miếng hành để lại, giờ mình nó chín rồi mình bỏ lên trên nó cho nó thơm các bạn. Rồi ok, chuẩn bị to go cho mấy em. Rồi chào các bạn nha. Trứng vịt ngon quá các bạn ơi. Trứng vịt ngon quá các bạn ơi. Ngon quá là ngon các bạn. Ok các bạn nha, chào các bạn. Mình múc ra một miếng ăn cho nó vui nha các bạn nè. Mình cắt ra là nó ngon ghê chưa các bạn. Nó dai nó ngon hơn là cái trứng gà nha các bạn. Béo ngon lắm. Có dịp các bạn khoan thử nha. Ok chào các bạn. Bye.